Tuyết ngập đường. Này giờ giữ cái này lại để đâu ta? Có cái cây giữ rồi. Cái con tay, có con tay không? Hả? À, trong nhà có kìa. Lấy này đi. Nè. Nè, cầm chớ hồi lạnh. Cạo về là cái này, cái quạt này nó ấy là hư đó. Cạo hết rồi. À, Tuyết về sao đi đây? Cái xe của tôi.